Em xin chào tất cả anh em chơi radio cassette trên toàn quốc. Hôm nay em lại giới thiệu đến anh em con đài Natiuna. Con này có model là RQ-448, một model mà trước đây em bán rất nhiều. Bây giờ thì đợt này nó hiếm, đợt này mới về được một có một con duy nhất thôi nhá. Thì đây em sẽ vừa quay vừa test các cái chức năng cho các bác nghe qua cái chất âm của em nó này, dòng này để nghe thì rất hay rồi. Con này nghe trung âm lên rất cao các bác nhá. Sách này sáng đẹp nha, bọc này có áo ích, có áo ích đây, áo ích đây, nhưng mà nó cắm bằng rắc 3.5 nhá, mà em không có rắc vào đấy. Đằng sau thì con này nó hơi có một số các vết xước, hơi xấu hơn một chút. Đằng sau mặt trước thì đẹp các bác nhá. Bao lớp trai anh hùng đã tìm ra chiến trường. Đây là bên hông này, có bộ đàm này, bộ đàm này đang hoạt động ok các bác nhá. Bằng kèm này. Giờ con biết đọc hay chưa, hay nhắc tên bà ngoài để em. Nốt ở trên này rất sáng các bác nhá. Thứ biết em chẳng được, vẫn ghi cho đẹp tình. Mua vậy nè, mua vậy thôi nha. Cho chúng mình bên nhau, thứ biết hẹn xuân sau. Rất dày dặn, trung âm lên cao, hay. Mùa qua xuân chẳng có, anh đã vội điên thương.
máy thì được ship bay từ Nhật Bản về các bác nhá. Đấy, bảo hành cho bác 1 năm, bao cho bác là nguyên zin 100%. Duy nhất cái sợi dây của loa là của nó vẫn còn chạy, nhưng mà em vẫn phải thay để đảm bảo cho bác chơi lâu dài hơn. Đã căn chỉnh lại tốc độ cho nó chuẩn theo với lại tốc độ của băng rồi. Mùa xuân này không đến cho jack tua này. Rất êm ái và mượt mà nhá, cơ là auto shift tốt các bác nhá, hết băng là nó sẽ cắt đấy. Tôi nhá, tôi phải này, rất êm luôn. Rụt gan thì vàng chóe, các bác có thể mở cái cửa băng này này. À, mở cái cửa băng là có thể nhìn thấy được rụt gan bên trong, nhưng mà vì là quay thì là máy vào nó tối nên là em chẳng quay làm gì, có thể nhìn thấy rụt gan bên trong. Còn các bác có thể tháo cái nắp đít này ra kiểm tra nhá, kiểm tra rụt gan bên trong được này, đằng sau có mấy cái ốc vặn ra phát là nâng cái nắp đít ra là ra thôi, có thể thấy được. Đây là test phần radio này, làm theo đó là cái nguyện vọng của anh Tiếng Duyên theo máy này, làm sao đó để cho nhân dân cùng đồng tình ủng hộ với mình và làm cùng đấy, nhau FM 90 nhá. Thôn của xã radio 3 băng tần thì FM 90 em đã dò lên 108 rồi. Cái việc học tập là dò lại lên 108 rồi. Là nói cho dân hiểu, làm cho dân thấy và tất cả mọi thứ đều phải là minh bạch rõ ràng. Việc tổ chức quán triệt triển khai thực hiện bài bản nghiêm túc kết luận số 01 trong 3 năm qua đã tạo động lực tinh thần to lớn, sự đoàn kết thống nhất trong đảng và toàn xã hội, góp phần giúp Thọ Xuân. Cán bộ giảng viên ngoại ngữ, giảng viên dạy chuyên ngành bằng ngoại ngữ trong hệ thống nhà trường quân đội về phương pháp giảng dạy và kiểm tra đánh giá. Trong 2 ngày, gần 60 giảng viên, giáo viên giảng dạy ngoại ngữ và giảng viên dạy chuyên ngành bằng ngoại ngữ của các học viện trường quân đội sẽ được giới thiệu và tập huấn về phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá ngoại ngữ dựa trên tác vụ. Đây là phương pháp giảng dạy đang được áp dụng rộng rãi trên thế giới. Phương pháp này có này đằng sau của nó thì phù hợp cho các bối cảnh. Như thế này em quay đó, hơi có một vài vết xước thì em bán giá rẻ hơn so với lại những con đẹp hơn một chút các bác nhé. Con đẹp thì giá nó sẽ cao hơn một chút. Con này thì em tự kiện bán nó rẻ hơn cho bác chơi. Đấy là phần thôn mới. Đây là phần FM. Hạ tầng. Đấy, bắt phong trào nông dân thi đua sản xuất. Chuyển sang MW này chính là cái sóng AM đấy. Đây là mốc son lịch sử khởi đầu cho những huyền thoại người sáng, thể hiện chủ nghĩa anh hùng cách mạng của hàng vạn cán bộ chiến sĩ xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước. AM bắt rất nét. Kiên cường bất khuất đối đầu với mưa bom bão đạn của kẻ thù, tất cả vì miền Nam ruột thịt. Nhân kỷ niệm 64 năm ngày truyền thống bộ đội Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh Việt Nam, chúng ta cùng sống lại những ký ức hào hùng đó qua bài viết của phóng viên Nguyễn Pháp. Nói tôi có nói gì? Mày dám nói gì thì mày cứ nói đi. Nhân thật thế phải không sao nhịn được để nói. Thằng cha này thật lắm chuyện, không đổi thì thôi làm gì mà âm cả đấy. Cái này là có chỉnh volume tổng này, rồi đấy là volume bass pep này. Lão già đây bị khắp thiên hạ, chỉ để có 2 người, còn ngoài ra đặt cầm tay chỉ luật. Thưa quý vị và các bạn, vụ việc 4 nữ tiếp viên vận chuyển ma túy qua máy bay về Việt Nam vẫn còn đang gây xôn xao dư luận. Thì đầu tháng 5 vừa qua, xuất hiện thông tin gây hoang mang, ảnh hưởng tiêu cực đối với ngành hàng không Việt Nam. Gần đây trên mạng xã hội lan truyền một văn bản của trạm y tế đoàn bay 919, hãng hàng không Việt Nam Airlines báo cáo về việc kiểm tra chất gây nghiện của phi công PSR. Theo nội dung văn bản, ngày 25 tháng 4, trạm y tế thực hiện kiểm tra sức khỏe phi công PSR thuộc đội bay A321 trước chuyến bay, nhưng phi công giờ từ chối kiểm tra chất gây nghiện. Cùng ngày, trạm y tế đã phối hợp với đội bay A321 đưa phi công giờ đến văn phòng Melatech 141. Chuyển sang mạch khác này.
đây là sóng SVK này. Thì cái sóng này nó bắt theo giờ các bác nhá, nó phát theo giờ rồi. Đấy, nhiều lúc là do không có sóng hoặc là sóng SVK này thì ở Việt Nam mình nó yếu, sóng rất ít là yếu, khu vực của em rất yếu. Bắn được sóng và FPK nhưng mà nó yếu, nó không giống như là FM với AM. Mở nhỏ lại này. Em vừa test tất cả mọi chức năng của máy rồi. Radio này, 3 băng tần là bắt tất cả các cái sóng của đài Việt. Và tất cả các sóng của đài Việt Nam. Đầu từ của này đang rất mới nhá, đầu từ bánh tì này. Đấy, các bác có thể mở ra kiểm tra này, hoặc là nhờ ai đó mở ra kiểm tra cũng được, không sao cả. Bây giờ em xin lỗi, em sẽ test sang cái mic cho các bác này. Phát huy vai trò của dòng họ trong mic này. Alo, alo, đấy các bác nghe không ạ? Alo. Alo. Các bác nghe tiếng từ đài phát ra nhá. Đó, em gửi ra mic. Video là dài rồi, em xin kết thúc ở đây. Cảm ơn tất cả các anh em trên toàn quốc đã theo dõi và quan tâm kênh của em. Em xin